Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài làm việc với huyện Minh Hóa. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Các địa phương trong tỉnh tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập. Học bơi giúp trẻ an toàn trong kỳ nghỉ hè. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với huyện Minh Hóa về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân của huyện Minh Hóa là hơn 3.000 hecta, tổng đàn gia súc gia cầm toàn huyện hơn 119.000 con. Toàn huyện có 51 mô hình trang trại gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn cơ bản ổn định. Năm nay toàn huyện phấn đấu trồng mới 1.700 hecta rừng. 5 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12,8 tỷ đồng, cơ bản đảm bảo tiến độ so với dự toán được giao. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, có 14 trên 16 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Minh Hóa hiện chỉ có một xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu đưa xã Hòa Hợp về đích vào cuối năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ở mức 33,3%. Du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện có bước phát triển, đặc biệt là du lịch khám phá trải nghiệm, bước đầu đã thu hút được lượng lớn du khách đến với địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, an ninh trên tuyến biên giới được giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ban ngành đã đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Minh Hóa, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, du lịch, dịch vụ và y tế, giáo dục, nhằm đưa huyện Minh Hóa nhanh chóng bắt kịp và phát triển với các địa phương khác trong tỉnh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy chính quyền và người dân huyện Minh Hóa trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục như tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần qua hàng năm nhưng còn thiếu sự bền vững, chưa thu hút được các dự án mang tính động lực để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Một bộ phận quần chúng nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Minh Hóa cần xác định rõ khó khăn cũng như tiềm năng thế mạnh của địa phương để có những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Huyện cần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả. Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Minh Hóa cần chú trọng yếu tố thực chất và bền vững, tuyệt đối không được chạy theo thành tích. Cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời chủ động nguồn giống cây lâm nghiệp cho nhân dân trồng rừng, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống, chất lượng giống. Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 12A. Ngoài ra, huyện Minh Hóa cũng cần chủ động kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư vào địa bàn, trong đó chú trọng lĩnh vực du lịch dịch vụ là thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xuất khẩu lao động, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Quan tâm hơn nữa đến giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đối với các kiến nghị đề xuất của huyện Minh Hóa như vấn đề tận thu gỗ rừng trồng, bổ sung các tuyến điểm du lịch mới, quy hoạch và xây dựng dự án điện gió tại xã Dân Hóa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn đi qua địa bàn, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài giao cho các sở ban ngành có liên quan phối hợp với huyện Minh Hóa nhanh chóng giải quyết trong thời gian tới. Sáng nay ngày 29 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới và các sở ngành liên quan về tiến độ thực hiện dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới và dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Đồng Hới. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
dự án phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới và dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Đồng Hới là hai dự án vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Ngân hàng Thế giới WB. Trong đó, tổng mức đầu tư của dự án phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới là 38,8 triệu USD. Của dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Đồng Hới là 58,11 triệu USD. Thời gian qua, ban quản lý dự án đã hoàn thành các công việc chuẩn bị đầu tư dự án, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở ngành liên quan thực hiện các gói thầu xây lắp, gói thầu tư vấn. Tuy nhiên, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp một số khó khăn, thiếu nguồn vốn đối ứng để chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án. Tại buổi làm việc, ban quản lý dự án đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ban quản lý dự án xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc để hai dự án nói trên thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới trong triển khai thực hiện các dự án này thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhất trí với một số đề xuất của ban quản lý dự án và yêu cầu thời gian tới, ban quản lý dự án và các sở ngành liên quan cần tăng cường phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó cần sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý, giải quyết trần nợ công của dự án, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Sáng nay ngày 29 tháng 5, nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch, tại chùa Đại Giác, thành phố Đồng Hới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018. Đến dự và chúc mừng đại lễ có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đại lễ Phật đản diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã truyền tải thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trường lão, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đến các tăng ni Phật tử. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn các tăng ni Phật tử và các tổ chức thành viên phải nêu cao tinh thần trí tuệ, kỷ cương, hội nhập và phát triển, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại lễ Phật đản năm 2018 Phật lịch 2562 là hoạt động kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại lễ là dịp để thể hiện truyền thống của Phật giáo theo tinh thần đạo Pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật, cũng như sự đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước và của tỉnh. Đại lễ cũng đã tổ chức nghi thức dâng hương cúng dường, cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. Trước đó vào tối ngày 28 tháng 5, tức ngày 14 tháng 4 âm lịch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức diễu hành xe hoa trên các trục đường chính của thành phố Đồng Hới. Sáng nay ngày 29 tháng 5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với huyện Quảng Trạch tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Dự lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng chính quyền tỉnh Quảng Bình nói chung, huyện Quảng Trạch nói riêng đã luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, được học tập, vui chơi trong môi trường lành mạnh, nhất là các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật. Với chủ đề vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, tháng hành động vì trẻ em năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phát huy mặt tích cực, hạn chế các tác động xấu của thế giới công nghệ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tại lễ phát động, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kêu gọi các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm bằng những tấm lòng nhân ái tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để các em có cuộc sống mạnh khỏe, được học tập, vui chơi và phát triển. Dịp này, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và huyện Quảng Trạch đã trao tặng 10 chiếc xe đạp, 46 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi của huyện Quảng Trạch. Chiều nay ngày 29 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Trung ương tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam, gọi tắt là dự án GCF. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ tổn thương ven biển Việt Nam là dự án đầu tiên tại Việt Nam do Quỹ Khí hậu Xanh
GCF tài trợ với giá trị hơn 29 triệu USD. Dự án kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bằng cách tăng khả năng tiếp cận nhà ở an toàn chống bão, củng cố vùng đệm rừng ngập mặn và cải thiện việc tiếp cận nguồn thông tin có chất lượng về rủi ro biến đổi khí hậu. Quảng Bình là một trong 7 tỉnh ven biển được hưởng lợi từ dự án này. Hợp phần 1 của dự án ở Quảng Bình dự kiến hỗ trợ cho 897 hộ từ năm 2018 đến 2021, trong đó kế hoạch thực hiện của năm 2018 là 105 hộ. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát có một số khó khăn vướng mắc liên quan đến số lượng hộ gia đình tham gia hưởng lợi, tiêu chí và phạm vi thực hiện dự án cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đối với người dân vùng biển Quảng Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, thời gian qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành liên quan đã triển khai các bước nghiêm túc, đáp ứng đủ điều kiện cho việc triển khai thực hiện dự án đạt kết quả cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, quá trình triển khai còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bởi vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục ra soát các đối tượng thuộc phạm vi dự án, đồng thời tăng cường chỉ đạo và triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà dự án đặt ra. Quảng Bình cũng đã kiến nghị đoàn công tác và ban quản lý dự án trung ương một số vấn đề liên quan đến việc mở rộng phạm vi đối tượng tham gia và hưởng lợi dự án, giảm thời gian thực hiện tiến độ giải ngân. Đoàn công tác của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và ban quản lý dự án trung ương cũng đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong triển khai các bước thực hiện dự án thời gian qua, đồng thời nhất trí với những đề xuất mà tỉnh Quảng Bình đưa ra. Chiều qua ngày 28 tháng 5, Ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá và meeting hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc lá 31 tháng 5. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận kế hoạch triển khai thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Dịp này, Ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá cũng tổ chức meeting hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc lá 31 tháng 5. Theo đó, Ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá sẽ tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, thành lập các đội kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh kiểm tra toàn diện đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức vi phạm luật hút thuốc lá. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Trước khi hội nghị chính thức diễn ra tại thành phố Đồng Hới vào ngày 22 tháng 7 năm 2018, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Philippines, Singapore và thành phố Hà Nội. Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình, trong đó phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Các địa phương trong tỉnh tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập. Học bơi giúp trẻ an toàn trong kỳ nghỉ hè. Mời quý vị và các bạn theo dõi lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Thời gian tiếp xúc cử tri buổi sáng vào lúc 8 giờ, buổi chiều 14 giờ. Ngày 1 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Đồng Hới. Buổi sáng tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đồng Mỹ. Đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Công Huẩn, ông Hoàng Văn Tâm, Hoa Thường, Thích Tảnh Nhiếp, ông Nguyễn Việt Hải. Tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Ninh, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Lương Bình, bà Nguyễn Thị Trung. Buổi chiều,
Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quang Phú, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Công Huẩn, ông Hoàng Văn Tâm, Hòa thượng Thích Thành Nhiếp, ông Nguyễn Việt Hải. Ngày 4 tháng 6 năm 2018 tại huyện Tuyên Hóa, buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Đông Hóa, đại biểu tiếp xúc ông Trần Hải Châu, ông Hoàng Minh Đề, ông Hoàng Xuân Vĩnh, ông Hoàng Xuân Tân, bà Phạm Thị Duyên. Buổi chiều tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thanh Hóa, đại biểu tiếp xúc ông Trần Hải Châu, ông Hoàng Minh Đề, ông Hoàng Xuân Vĩnh, ông Hoàng Xuân Tân, bà Phạm Thị Duyên. Ngày 4 tháng 6 năm 2018 tại huyện Minh Hóa, buổi sáng tại nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Hòa Hợp, đại biểu tiếp xúc ông Đinh Quỷ Nhân, ông Bùi Anh Tuấn, bà Đinh Thị Chuẩn. Buổi chiều tại nhà văn hóa thôn Yên Đình, xã Yên Hòa, đại biểu tiếp xúc ông Đinh Quỷ Nhân, ông Bùi Anh Tuấn, bà Đinh Thị Chuẩn. Ngày 5 tháng 6 năm 2018 tại huyện Quảng Ninh, buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Quảng Hào, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Xuân Quang, ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Hùng. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Bản Ninh, đại biểu tiếp xúc ông Ngô Hồng Quân, ông Phan Trần Nam. Ngày 5 tháng 6 năm 2018 tại huyện Bố Trạch, buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Phủ Trạch, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Trường Sơn, ông Lê Công Toàn, ông Phan Văn Mạc. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hà Trạch, đại biểu tiếp xúc bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ông Trần Phong. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Tây Trạch, đại biểu tiếp xúc ông Hoàng Đăng Quang, ông Phạm Thái Quý. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch, đại biểu tiếp xúc ông Phan Văn Gòn, ông Võ Minh Hoài. Ngày 5 tháng 6 năm 2018 tại huyện Quảng Trạch, buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Hợp, đại biểu tiếp xúc ông Từ Hồng Sơn, ông Đồng Minh Ngọc, ông Đoàn Lương Khuệ. Buổi chiều tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Cảnh Hóa, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Đức Cường, ông Trần Phúc Tuấn, ông Phan Thanh Sơn. Ngày 6 tháng 6 năm 2018 tại huyện Lệ Thủy, buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy, đại biểu tiếp xúc ông Phạm Quang Hải, bà Dương Thị Chanh. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thanh Thủy, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Quang Năm, ông Dương Văn Hùng. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thủy, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Hữu Hoài, ông Lê Thuần Văn. Tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, đại biểu tiếp xúc ông Trần Văn Tuân, bà Trương Thị Phương Lan. Ngày 7 tháng 6 năm 2018 tại thị xã Ba Đồn, buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, đại biểu tiếp xúc ông Trần Thắng, ông Mai Xuân Hạp, ông Hồ Thải Bạch. Buổi chiều tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Quảng Thuận, đại biểu tiếp xúc ông Trương An Ninh, bà Phạm Thị Hân, ông Trần Xuân Tùng. Thưa quý vị và các bạn, trong vụ lúa này, giá thuê gặt lúa bằng tay ở Lệ Thủy tăng cao, làm đội chi phí trong quá trình sản xuất lúa. Trong vụ này, giá thuê gặt lúa bằng tay tăng cao, làm đội chi phí trong quá trình sản xuất lúa. Mỗi sào gặt bằng tay, người nông dân phải trả 350.000 đồng tiền thuê gặt, tương đương với 7 triệu đồng một hecta. Bên cạnh đó, việc gặt lúa bằng tay chậm hơn việc đưa máy gặt vào thu hoạch. Được việc lúa bán được giá và đã có nhiều dòng lúa ngắn ngày có thể tránh được lũ sớm và năng suất chất lượng cao, nhiều ý kiến cho rằng nông dân Lệ Thủy cần mở rộng diện tích lúa hè thu ở những nơi có đủ điều kiện thuận lợi. Được biết trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, các ngành, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền vận động và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích người nông dân chuyển đổi từ lúa tái sinh sang sản xuất lúa vụ hè thu. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn thấp so với kế hoạch. Những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã phát huy lợi thế về đất đai để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Trong đó, xã Lê Hóa là địa phương có nhiều thế mạnh về các loại cây ăn quả, mang lại thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Bà Đồng Thị Đoan ở thôn Yên Xuân, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa có vườn vải thiêu với diện tích trên 1 hecta. Gia đình bà đã đầu tư cải tạo vườn tạp, đưa cây vải thiêu vào trồng từ năm 2000. Trong vườn bà Đoan hiện có gần 800 gốc vải. Dòng vải được lấy từ Hưng Yên về. Nhờ tích cực chăm sóc, vườn vải thiêu của bà Đoan phát triển tốt, cho quả nhiều. Hàng năm, thu nhập từ cây vải thiêu đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Cũng như gia đình bà Đoan, gia đình anh Đinh Việt Thanh cũng có vườn vải thiêu đã trên 10 năm. Hiện tại gia đình anh đã thu hoạch và bán cho các thương lái với giá dao động từ 25.000 đồng đến 27.000 đồng một kg. Với giá bán như vậy, gia đình anh thu về được từ 60 đến 70 triệu đồng. Hiện toàn xã Lê Hòa có khoảng 12 hectare diện tích trồng vải thiêu.
Ngân Thủy là một xã miền núi của huyện Lệ Thủy, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã vận động bà con tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống. Ngoài các loài hoa màu truyền thống, thời gian qua bà con nơi đây đã đẩy mạnh phát triển cây lạc. Vụ đông xuân 2017-2018, đồng bào xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy đã gieo trồng 24 hectare lạc với các giống chủ lực L23, L14, SVL1. Xác định cây lạc là cây xóa đói giảm nghèo, có tính bền vững. Ủy ban nhân dân xã đã tích cực vận động bà con phát triển cây lạc. Nhờ tăng cường kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh nên cây lạc phát triển khá tốt. Qua thu hoạch năng suất lạc bình quân đạt 22 tạ mỗi hecta. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Ngân Thủy sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con mở rộng diện tích, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào trồng lạc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, góp phần xóa nghèo bền vững. Đến nay trên địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch đã có 250 lồng cá được nuôi trên sông Son. Đây là những mô hình kinh tế nhằm khai thác thế mạnh sẵn có của địa phương. Đây là mô hình nuôi cá lồng trên sông Son của gia đình ông Hoàng Hữu Lộc và bà Nguyễn Thị Mùi ở thôn Thanh Bình 3, xã Hưng Trạch. Ông Lộc đã đầu tư 3 lồng cá thả nuôi gọi vụ. Mỗi lồng ông thả nuôi từ 200 đến 300 con cá tầm cỏ. Nghề nuôi cá lồng trên sông Son tận dụng được nguồn rong rêu, cỏ lác sẵn có, được khai thác từ lòng sông làm thức ăn cho cá. Cá thả nuôi khoảng 2 năm là cho thu hoạch. Cá xuất bán đạt trọng lượng bình quân khoảng 4 kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông Lộc, 30, có nguồn thu nhập ổn định 50 triệu đồng mỗi năm từ nghề nuôi cá lồng. Nhờ chủ trọng công tác chăm sóc, giải quyết các rủi ro và chi trả quyền lợi cho khách hàng kịp thời, nên 5 tháng đầu năm nay, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Từ đầu năm đến nay, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã thực hiện doanh thu đạt gần 200 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2017. Khai thác mở được 3.500 hợp đồng, tuyển dụng thêm 400 tư vấn viên. Công ty cũng đã giải quyết rủi ro và chi trả đảo hàng cho khách hàng với số tiền trên 30 tỷ đồng. Đặc biệt vừa qua, anh Nguyễn Văn Hải ở xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, khách hàng tham gia loại hình bảo hiểm nhân thọ An Phát trọn đời được 1 năm, không ai bị tai nạn qua đời. Công ty đã đến động viên và chi trả cho gia đình anh Hải số tiền 350 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mặc dù các vụ tai nạn đuối nước ở lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố Đồng Hới có giảm, nhưng vấn đề tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn là nỗi lo đối với các bậc phụ huynh và toàn xã hội. Để khắc phục tình trạng này, phong trào học bơi, dạy bơi được đẩy mạnh, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố tham gia. Tại trường tiểu học Đồng Phú, từ năm 2014-2015, trường được diễn bơi an toàn cho trẻ em thuộc tổ chức nhân đạo Golden Quest hỗ trợ một bể bơi di động để dạy bơi cho học sinh. Đây là một trong 2 trường tiểu học ở tỉnh được hỗ trợ từ dự án. Trong 3 năm học qua, hơn 2.000 học sinh trong độ tuổi từ tiểu học đến trung học cơ sở ở Đồng Hới đã hoàn thành khóa học bơi an toàn và phòng chống đuối nước tại bể bơi của trường. Hai này thì nhà trường tiếp tục có kế hoạch để là tiếp tục tổ chức cho các em trong nhà trường và các trường bạn trong thành phố đến đăng ký học bơi. Và với số lượng đông như vậy cho nên là nhà trường đã sắp xếp cho các em học bơi từ 6 giờ sáng đến 10 giờ 30 và buổi chiều là từ 1 giờ 30 đến 6 giờ 30 và thậm chí có những tháng cao điểm thì có một số phụ huynh đăng ký học thêm ngoài giờ. Chính từ cái thực tế đó cho nên nhà trường mong muốn rằng là trên địa bàn thành phố này có thêm nhiều bể bơi nữa để tất cả các học sinh của các trường tiểu học đều được học bơi an toàn dưới nước. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới, số trường học có bể bơi rất ít. Trong lúc đó, nhu cầu học bơi của trẻ em là rất cao, cũng như mong muốn của nhiều bậc phụ huynh cho con cháu có thêm kỹ năng sống. Nắm bắt nhu cầu đó, những năm gần đây, nhiều tổ chức cá nhân đã xây dựng hoặc lắp đặt các bể bơi. Cơ sở của chúng tôi là có gồm có 3 bể bơi dành cho các lứa tuổi. Trong quá trình tổ chức bơi và trò chơi cho các cháu thì chúng tôi luôn cử đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên để giám sát cho các cháu, tổ chức cho các cháu chơi được an toàn. Về nguồn nước thì chúng tôi sử dụng nguồn nước máy và đảm bảo thì vệ sinh thông qua cái hệ thống lọc tuần hoàn. Tại các bể bơi trên địa bàn thành phố Đồng Hới, trong những ngày này có rất đông các em học sinh đến bơi và học bơi. Cháu rất thích môn bơi, vì vậy lúc 6 tuổi cháu đã đi học bơi ở trường tiểu học Đồng Phú. Học bơi giúp cháu mạnh dạn hơn, tự tin
và dịp hè này cháu có thể đi bơi cùng gia đình. Cháu biết bơi từ hồi lớp 4, chứ cháu đang 11 tuổi. Học bơi giúp cháu tăng chiều cao và khỏe khoắn để học tập và phòng tránh đuối nước. Nhằm nâng cao sự an toàn của trẻ em trong môi trường nước, trước kỳ nghỉ hè năm nay, dàn bơi an toàn và thành đoàn Đồng Hới phối hợp tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em một số trường học trên địa bàn. Lớp tập huấn đã trang bị cho các em học sinh những kiến thức về an toàn dưới nước, kỹ năng cứu hộ và kỹ thuật sơ cấp cứu cho người bị đuối nước, thực hành một số tình huống giả định về cứu người bị đuối nước tại bể bơi tổng hợp của tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho con em, song song với việc cho các em tham gia học bơi, các bậc phụ huynh cũng cần nhắc nhở con em khi đi bơi hoặc tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước phải có người lớn đi kèm. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ khi chơi đùa ven sông, hồ, suối và biển sẽ dẫn tới tai nạn thương tâm bất cứ lúc nào, gây ra nhiều nỗi đau cho gia đình, nhà trường và xã hội. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tin cảnh báo mưa dông. Qua theo dõi ảnh radar và ảnh mây vệ tinh cho thấy, ở huyện Tuyên Hóa, phía bắc các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy có mây đối lưu đang phát triển, mây có xu hướng mở rộng ra các khu vực khác. Thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây ra mưa rào và dông cho khu vực Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới. Trong mưa dông, cần đề phòng có sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Bây giờ là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm 29 ngày 30 tháng 5. Khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 60 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 62 đến 96%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,25 m. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 5. Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 60 đến 97%.